Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mày. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp tục đến mồi lửa bắt thứ 7 nè mày. Ngày hôm nay thì Khải cũng khá tiếp tục cho mình, đó là khoảng 60 đống lửa như mùi hôi nè mày, cứ 8 hạt thả đều nè mày. Và chúng ta sẽ đợi là phút 22-30 giây sẽ tiếp tục 8 cái đống này nè mày. Lúc này Khải có đánh 8 cái đống kia đầu tiên mà nó bị lỗi cái video rồi. Giờ Khải làm lại anh em xem nè. Anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 100 like ở video bắt thứ 7 mồi lửa này, một like chia sẻ ủng hộ chơi nè mày. Và cố gắng ủng hộ Khải 100 like để tiếp tục đầu tư những bắt tiếp theo cho anh em xem nha. Và anh em nào xem rồi tại trên like rồi á, thì những video Khải up ngắn trên kênh YouTube lại vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày á, anh em thử ghé qua cho Khải một like video nha, cố gắng động lực cho Khải một like video, ủng hộ video nha. Và bây giờ hiện tại còn 15 giây nữa bot ra nè mày. Tối này là 22 giờ 30 giây nè. 22 giờ 30 giây. Nhưng mà coi ra bao nhiêu con bot nên chờ đợi xuống góc dưới đây. Hôm qua đánh góc dưới thơm nè, thơm nè mày. Vẫn có xem mấy như cũ thôi nè. Ra bot không? Đó. Đó, chung sao thố không vậy? Hai con thố nè mày. Tám đóng được hai con thố. Ủa cái gì? Tám đóng được hai con thố. Ý rồi. Ok. Rồi. Lậm nè. Trời ơi thố nè mày. Khui. Khui nè, khui nè. Trời bao tay thố. Bạn này hơi rác, rác luôn. Thắng băng trên lực cao. Nói gì này nha. Đây giờ này trong băng ai lấy xa đẹp nè. Trời tôi rác thôi nè mày. Mới chân số có 10 là đỡ lại nha nè. Rồi đợi tới, anh em đợi tới vài phút tiếp theo nữa thả tiếp, được thả tiếp ạ. Đây nè mày, vừa rồi bên phở bò bị lỗi á. Đây nè, được 3 món không có gì hết. Rác đó. Cái này thì cho anh em trong băng nè. Đây ngọc bội thông băng chúng độc này, thông băng sinh lực cao không có gì hết. Rồi rồi Khải có thả thêm 16 đống lửa một lúc rồi nè mày. Giờ mà chúng ta sẽ chờ đợi bó tiếp theo nha. Đó, năm độc ngày 10 thả nè. Đó, giờ anh em cùng chờ đợi bó phút 29 phút 00 giây gặp lại nè. Lần này sẽ 16 đống lửa luôn. Rồi cho lên bài ạ. Mấy chân sức cấp 10 này đỡ xong đây có thể ép hiền tinh này nọ nè. Chắc được Khải phải tạo một con cờ lo là Khải dẫn mất quân đồ rồi. Anh em chờ Khải tới nha. À, đâu ra boss rồi nè mày. Boss này 5 giây. Còn mấy con này. Ra nhiều tụi này 16 con đó mày. 16 lửa. Một kim nè. Ui. Đó. Đó. Tụi này nó phải dài chứ nè. Ui vô boss kìa. 5-6 con luôn chỗ nè mày. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Úi xời, úi xời. 5-6 con một chỗ này mày, tụi này bói hơi bị ngon luôn ạ. Ôi do ngon quá người này mày. Wow, tụi này nhiều đồ. Lâm 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 lâm. Lâm nè. Ê, từ từ từ, dọn cái đóng quái này. Không quái đánh đâu quá, ai da ai da, đâu 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 đâu. Không có chơi kìa. Đa lưng, nó, ok. Yeah 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 yeah. Tụi này ra 16 lửa chắc ra khoảng tầm 6 con boss nè mày. Nhìn sơ sơ 6 con boss ạ. Dựng mấy con boss này luôn á. Quấn hết đi. Rồi. Bó cho anh em xem nè mày. Anh em đang xem giỏi đừng quên đỡ lại cho Khải hơn 100 like video này để tiếp tục có động lực làm những video tiếp theo anh em xem nha nè mày. Video, những video ngắn này Khải sẽ up vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Anh em thử xem sơ qua và ủng hộ Khải một like nha. Cố gắng những video này ra anh em cố gắng đầu cho Khải một like ủng hộ cho nha nè. Rác nè. Con lo 9 nè. Ôi lực cao con lo cái 11 mà. Ráp nè. Ráp nè. Cán hồi 15. Cán hồi 11 ráp nè. Trời sao tấu này sao kháng cảm giác hơi đuối nha. Trời ơi tùng ráp không được đôi giày tóc chạy cho ngâm ơi. Ui. Ui. Ngon. Tiền về tiền về. Lại là một cái vũ khí 30 dòng 1 đèo nè mày. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi, có tiền, có tiền, có tiền. Có tiền bù trừ màu lửa nè mày. Rồi, một cái kháng lo 30 tiếp tục, quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ok luôn nè mày. Những cây mà cùi cùi Khải sẽ bỏ qua bên. Những cây bíp bíp Khải sẽ đỡ bên này để Khải ra bán nè mày. Ok luôn. Quá đẹp. Có hàng nha nè mày. Cây kháng lo 30, hàng về nha nè mày. Hàng về. Hàng về 30 kháng lôi có tiền.
Cái này là dòng 1 nó rất là dễ bán hơn dòng 2 nè mày, rất là dễ bán hơn dòng 2 nha. Dòng 2 thì khó bán, cái này dòng 1 dễ bán nha nè. Dòng 1 là có tiền nha nè mày. Dòng 1 là có tiền. Quá đẹp luôn. Ok, này cái bút này nè. Dòng 1 là có tiền, dòng 1 là có tiền. Nhờ chúng anh chấp mới về bờ á. Rồi ok, dòng 1 là có tiền. Rồi, có tự nhiên có món khăn lo giờ. Cái cây đá bán cũng bèo lắm, 5-7 kim nữa nè mày. 5-7 kim nữa nè. Trước khi bán một cây 6 kim rồi nè mày. Khăn lo 27 thôi. Trước khi bán một cây 6 kim rồi, khăn lo 27 28, 29 chứ. Khăn lo 29. Đó, cái bán cây 6 kim á. Giờ cây này thì, cây này hiện tại cái đã khả năng dự định là bán là dùng 2 á. Là khoảng 3 kim rưỡi, 4 kim khả bán. Còn cây này chắc là 6-7 kim rồi nè mày. Rồi, về bờ cây này đẹp rồi. Rồi, anh em cùng chờ đợi tuần tiếp theo nè mày, đợi khai thác nè mày. Rồi ok nè mày. Mới thả thêm 8 đống rồi nè mày. Đó, chúng ta còn chờ đợi phút là 38 phút gặp lại nè mày. Phút thứ 38 gặp lại nè. 38 phút không dây. Gặp lại lên bó tiếp nè mày. Đựng cây một khối ngon rồi. Đốt rừng. Hello nè mới vô nha nè mày. Lại về bờ. Mãi chỉnh không thoát được kìa, vãi thiệt. Đốt lửa không thoát được, tơ chịu rồi. Rồi tiếp tục nè mày. Đây nè mày, lửa quá trời nè mày. Tiếp tục 8 đống tiếp theo nè mày. 8 đống vừa rồi thì khá may mắn rồi nè mày. Được cái chì này là bù lỗ rồi. Bán bèo lắm được 5-7 kim nè. Khá êm. Bù lỗ những tuần tiếp theo. 20 giờ thì bớt ra. Phút 38 rồi nè mày. Anh em đang theo dõi nhớ cho Khải like, chia sẻ, ủng hộ video này mạnh nữa nè mày. Mọi lửa bắt thứ 7 nè mày. Cố gắng cho like, chia sẻ, ủng hộ chơi nè mày. Sau này nhiều cái content mới thì Khải sẽ cố gắng làm cho anh em xem. Ôi, nó quá thường rất cái nón luôn nè. Mùi dao này bớt ra. Rồi, nón này có gì không? Ôi, chúng đọc 20 5 giây. Cố gắng làm vàng quá nè coi. Đó. Đó, đó, hai con boss. Ok, cứ có boss là được. Hai con nè mày, một mọc một. Ui, một cây vũ khí nè, một mọc một thủy hả? Hai cây vũ khí, ok. Có chứ, Dung Anh có chứ. Nếu ai phá nên có thể cướp được mà. Nhưng mà mang tiếng lắm nè mày, có 30 xu. Rồi, khui nè. Ui trời ơi. Một hai con là mừng rồi, một hai con là ok, đúng rồi. Áo rác luôn. Cái kia dùng cuối. Đúng đó. Vũ khí nè. Trời ơi, độc sắc. Trời ơi, độc sắc 29 anh em ơi. Ôi, cái này mà cái đao cũng được rồi, cái đao được vài trăm xu rồi. Mình phải đao nè. Ui. Rồi, ra. Rồi. Đó được cái đao là mới ra có tiền anh em ơi. Tầm này đi không bình là hơi bị mệt anh em ơi. Cái phi đao độc sắc. Sát thương, sinh lực các kiểu, đẹp chưa? Ôi trời, cái này mình đã chơi dòng sát thương. Nó chơi dòng tỷ lệ công kích chính xác 194, bỏ đi. Lấy dòng vô, tốc độ đánh 30. Là ôi trời ơi, cho vào đăng, cho con lôn luôn. Trời ơi, quá tiếc nha. Đúng không nè? Nhìn thay vào, thay dòng tốc độ đánh thì vào là quá chừng luôn, quá đẹp luôn luôn. Này, đẹp gơ luôn. Rồi, đợi tiếp, bắt tiếp theo nè mày. Hãy thả thêm 8 lửa tiếp theo. Cũng hên xui nè mày, có khi thả 8 đóng thì ra đến 3-4 con lận. Thả 5 đóng tiếp theo nè. Giờ chờ đợi phút 45 nha mày. Phút 45. 45 phút. Gặp lại. Phút 45 gặp lại nha mày. Cho lên 7. 5 phút sẽ có một lần. Hên xui nha. Đó. Rồi, hello anh em mới vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Anh em xem đừng quên đón lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi nha anh em. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Cho thêm một xe một tí. Hello Nebo Lê Hiếu nha. Cảm ơn người anh em đã follow nha. Anh em trong bàn bói nè mày, được ở đây nè. Lại dưới đây được sao? Dân dư được cái gì đây? Ôi, áo hồi 30. Tên loại 29. Ngoan chạm 30. Đây có loại 24.
Ngoài 130. Trời. Nó 2320. Ôi cái này tìm 2320 ấn 1 ấn 2 là có tiền nè. Đài đủ ai này là ấn cuối nữa nè. Cũng được tí tiền, nói chung ra lưng này cũng được vài kim. Hơn cũng được. Được cái đa, cái này là cái chơi của mình. Hàng về khăn hỏi xấu. Rồi, chuẩn bị phút 45 chuẩn bị boss anh em ơi. Anh em đang theo dõi đừng quên nhấn like, chia sẻ mạnh, ủng hộ video chơi nha anh em ơi. Và đừng quên cho Khải hơn 100 like ở bát thứ 7 này nha anh em. Để Khải cố gắng có cái động lực làm tiếp tục bắn những bát tiếp theo anh em ơi. Và video ngắn này Khải hay đốt up vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube nha anh em ơi. Dư Khải của mình, anh em có thể theo dõi cũng như là đã xem rồi thì cố gắng ghé qua cho Khải một like ủng hộ tinh thần nha anh em. Còn anh em nào chưa xem thì có thể xem và đừng quên ủng hộ like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào vị trí. 20 giây nữa bước ra. Ngầm con này luôn. Như là còn có 3 phút quá tử à. Cái thuật tuần cuối cánh thêm bình này. Để tí nữa mày. Rồi, 5 giây bước ra này. Làm mấy con nữa coi. Bót. Ú, chết luôn rồi. Mới ra này chính đam cuối chết luôn rồi nè mày. Chắc là hai con boss, một cái đau. Chưa thấy boss mà boss là hở gì luôn. Rồi được. Một cái đau, một cái nón, một cái. Ui. Sống này còn 8 lửa nữa nha em ơi. Chắc là vừa rồi chắc một con boss nè em ơi. Ui. Ôi, bất thổ nè em ơi, bất thổ không ăn thua rồi. Không có phục hồi. Anh không phục hồi, số. Nó cắn lô 20A. Vậy là hai con boss, một con thổ, một con mọc nữa mày. Ui, không bằng vô. Trời rác. Rác. Này vứt rác nữa mày. Cắn lô 20. Rác. Cái này chả có gì. Chừng lá hiền tinh này. Rồi đợi 8 lửa cuối cùng nữa mày. Rồi, 8 đống cuối cùng nữa mày. 8 đống cuối cùng thì phải cắn cho xe nó lấy kinh nghiệm luôn nha nè. Đó, thì mỗi người đốt hoặc người được hưởng trong tổ đội chỉ có tối đa là 8 lần tăng 50% XP chan. Số lần đốt của bạn đã đủ ngày mai. Nói chung là vừa rồi Khải đốt con kia. Thì nói chung là những con cuối cùng Khải sẽ đốt là cho nhận kinh nghiệm luôn em ơi. Rồi Khải cạn 4 con quá tử luôn nè. Coi như là hết lửa nha em ơi. 8 đống cuối cùng nha. 4 quá tử mới luôn nè. 30 phút. Mình có duyên với mấy cái vụ mình có duyên với mấy cái vụ khăn lôi gỡ này mày. Mình thấy mình ra toàn khăn lôi không mày. Vãi đàn rồi. Ra toàn khăn lôi không. Anh coi cái bao tay này như thế nào này. Nó bán 3 kim này. Sinh lực 20 chón 3 kim. Rồi tiếp tục đến 1 phút năm mới quên mất tiêu rồi. Phút năm mới nè mày. Mới thả phút năm mới người ta. Nhớ. Rồi ok. Vào vị trí boss nè mày. Vào vị trí 20 giây nè boss ra nè. Kiếm tuần cuối nè. Thật ra gì nè mày. 15 giây. Khai bắn bang xếp là bánh 11 nè mày. 3 nè. Đặt móc 11 nha. 3 kèm với nhẫn 2 nữa là 11. Cái này là 5 mà may mắn trắng nè. Thì nó đang ra thành 16. Không biết có hay không. Có bao nhiêu boss đây. Tên cuối nè. Ôi, tên cuối có một con thủy rồi em ơi. Ảo vậy. Một con thủy thôi. Ui. Sao mình hay bị cái tên cuối không có đồ như thế nam. Ui, 8 lượt cuối lúc nào không có đồ không hiểu luôn em ơi. Vừa rồi là có boss đúng không nè, nhưng mà đánh không có đồ. Rồi ok. Chỗ này với hơn 60 lửa thì cũng khá tương đối nè mày. Cũng không gì nhiều mà cũng khá tương đối. Được một cái chì khăn lôi 20 này là gỡ 4 rồi. Rồi. Ok.
Cảm ơn em đã theo dõi cái bắt mồi lửa 7 này em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến bắt mồi lửa 8. Đó là Duyên Minh sẽ thả khải đánh tiếp tục 64 mồi lửa này em ơi. Khải đánh tiếp tục 64 mồi lửa nha. Và anh em xem video mồi lửa 7 này đừng quên đỡ lại khải 100 like video này để tiếp tục làm những video tiếp theo nha.